chị ơi, chị ơi đừng có nấp dưới ta xuống. Chuẩn bị, từ từ anh ơi, từ từ, chuẩn bị, một, hai, ba, hai dưới, mạnh lên, một, hai, ba, một trăm tay từ lớn được không ạ? Rồi xin mời anh chị chúng ta hãy rót đầy những ly sâm băng của chúng ta. Bạn ơi, kính thưa toàn thể quý vị trên sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay, chắc hẳn tất cả quý vị chúng ta cũng biết người chơi thao chơi sâm băng vừa rồi đó chính là anh Huỳnh Lê Tấn Thư, là giám đốc công ty Song Thấn. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngoài ra chúng ta còn có những vị lãnh đạo và giám đốc cùng với toàn thể những quản lý, những giám đốc kinh doanh đang mặt trên sân khấu của chúng ta. Và xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, người đó không ai khác, chị Đặng Xuân Ngọc Quỳnh, giám đốc điều hành công ty Song Thấn. Một tràng tay thật lớn được không ạ? Anh Đặng Quốc Bảo, giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam. Chị Nguyễn Thị Hợi, giám đốc kinh doanh khu vực miền Bắc. Chị Nguyễn Thị Việt Hồng, giám đốc kinh doanh khu vực miền Trung. Anh Đặng Thiên Long, giám đốc marketing. Chị Lê Thị Xuân Anh, quản lý kênh khu vực miền Nam. Anh Trần Mai Hữu Quân, gaming supervisor. Và cùng của chị Nguyễn Thị Kim Hoàng, kế toán trưởng. Cùng với chị Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, chủ bộ phận nhân sự. Xin mời toàn thể quý vị ta hãy cùng nâng ly lên được không ạ? Hai ba. Xin cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất là nhiều. Xin chúc cho công ty Song Tấn ngày càng phát triển bền vững hơn nữa. Bền vững không phải chỉ phát triển trong nước, mà bền vững phát triển với thị trường.